ngày 7 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho bà Lê Kiều Nương, khóm Tân Thạnh, thị trấn Long Bình là trưởng ban công tác mặt trận khóm Tân Bình. Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà có diện tích 50 m2, kết cấu sàn, khung gỗ, mái và vách lợp ton, trị giá hơn 60 triệu đồng. Trong đó, 15 triệu đồng được trích từ nguồn vận động cán bộ đảng viên thị trấn Long Bình, đóng góp. 20 triệu đồng được vận động từ các nhà mạnh thường quân, số còn lại do tổ các nhà từ thiện thị trấn Long Bình hỗ trợ và gia đình đối ứng thêm. Tại buổi bàn giao nhà, ông Tạ Văn Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình Chúc mừng bà Lê Kiều Nương có căn nhà mới và mong muốn bà xem đây là nguồn động viên vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực lao động sản xuất. Bà Lê Kiều Nương cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trắng và các ban ngành đoàn thể địa phương đã chăm lo, động viên, chia sẻ giúp gia đình vượt qua khó khăn. Bà xin hứa sẽ cố gắng lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là căn nhà đại đoàn kết mà Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và huyện nhiệm kỳ 2024-2029.